nhiệt độ cao đột kích, tận thế lặng lẽ tới, ngay sau đó là mưa to và đêm cực lạnh. Giang Ninh đi theo một nhà chú ở tận thế đau khổ cầu sinh, cuối cùng bị em họ đẩy xuống máy bay, bao phủ trong bùn nước. Lần nữa mở mắt, trở lại tận thế trước, lần này hảo hảo bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, nhìn xem Carrie mang lừa gạt tiến đến 300 triệu, nàng vung tay lên, lương thực dầu gia vị, đồ ăn vặt đồ ăn vặt, rau quả tươi sống, chữa bệnh bảo vệ sức khỏe, trong ngoài nước rượu tất cả đều cho ta trữ lên. Đời này, ăn uống không lo, trang bị sung túc, còn có đẹp trai tiểu ca làm bạn, nàng nhất định phải sống đến 99. Chương 1 Trở lại trước tận thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Ông hàng không gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 chuyển nhượng cổ phần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Nắm chặt kiếm tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ông hàng danh sách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Điên cuồng mua sắm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Kỳ quái bán hàng rong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Bắt đầu ấm lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Ba huyện lấy nước bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Sinh vật biến dị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.